mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mark Home. Mark Home là công ty thiết kế và thi công trọn gói với nhiều năm kinh nghiệm. Trong suốt thời gian qua thì chúng tôi đã thiết kế và thi công vô số công trình trên phạm vi cả nước với đa dạng kiểu dáng kiến trúc, phong cách và mức độ đầu tư tài chính. Trong chuyên mục Nhà đẹp Mark Home lần này thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Sơn có địa chỉ tại Thái Nguyên. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích cái thiết kế của chúng tôi, đồng thời có nhu cầu thiết kế, thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888, 082 81 33333 sẽ luôn có đội ngũ túc trực sẵn sàng hỗ trợ tư vấn. Đồng thời thì để xem những mẫu nhà đẹp khác hoặc là cập nhật những thông tin mới nhất về công ty của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web markhomegroup.vn hoặc là trang Facebook Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Đây là một công trình mang phong cách kiến trúc hiện đại. Với những công trình hiện đại thì chúng ta sẽ thấy là hình khối được thiết kế phi đối xứng, không có những đường vào chỉ phù điêu và sử dụng những vật liệu mới. Về kiến trúc thì đây sẽ là một mẫu nhà 3 tầng, công trình được cắt xẻ tạo thành những hình khối đưa ra dọc vào trong, tạo nên điểm nhấn. Diện tường ở tầng 1 được sơn giả đá, trong đó diện tường ở tầng 2 và tầng 3 thì được sơn màu ghi. Màu nền được sử dụng là màu trắng. Màu trắng và màu ghi đều là những gam màu trung tính, thời thượng, dễ sử dụng và dễ kết hợp với những màu sắc khác. Vị trí trần sảnh của các tầng thì được ốp cửa nhựa. Những vị trí này thì chúng tôi cũng đã bố trí thêm đèn ngoại thất để làm đẹp, mang đến ánh sáng khi về đêm. Trên tầng 2 thì chúng tôi đặt thêm nan thép hộp sơn tĩnh điện với mục đích là trang trí. Vị trí chân tường thì chúng tôi sẽ sử dụng đá tự nhiên để ốp. Loại đá này cũng sẽ được dùng để ốp cho một phần diện tường ở tầng 2. Về hệ thống cửa thì chúng tôi lựa chọn cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Đây là vật liệu tối ưu nhất, vừa phù hợp với tinh thần hiện đại, vừa phù hợp với điều kiện khí hậu nắng nóng mưa nhiều như là ở nước ta và hạn chế được những hư hỏng thiệt hại. Riêng vị trí gara xe thì chúng tôi sử dụng cửa cuốn, điều khiển tự động dễ dàng, cứng chắc và ít chiếm diện tích. Tất cả vị trí ban công thì chúng tôi đều sử dụng kính cường lực. Nhiều quý vị cũng thắc mắc không biết là kính cường lực thì có an toàn hay là không. Và quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này. Kính cường lực, chịu nhiệt tốt, có khả năng chống chịu rung chấn tốt từ 4 cho đến 5 lần so với các loại kính thông thường có cùng độ dày. Đồng thời thì đây cũng là chất liệu hiện đại phù hợp với tổng thể chung của công trình này. Đó là một số thông tin về ngoại thất công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau xem đến hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Xem qua mặt bằng định vị thì chúng ta sẽ biết được là công trình xây dựng về hướng Nam. Kích thước xây dựng là 8,62 x 13,3m, diện tích sử dụng sẽ rơi vào khoảng 220m2. Về công năng thì đầu tiên là khu vực phòng khách có diện tích 25m2. Nguồn ánh sáng tự nhiên sẽ được lấy vào thông qua cửa chính và ba ô cửa sổ. Ngang với khu vực phòng khách sẽ là gara xe, được ngăn cách với nhau nhờ vào một bức tường bê tông cố định. Kích thước của gara xe thì sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào từng loại xe, dựa vào đó thì chúng ta cân nhắc thiết kế sao cho phù hợp. Khu vực này cũng cần có một lối cửa dẫn vào bên trong công trình, như vậy thì sẽ thuận tiện cho quá trình di chuyển, tránh phải vòng ngược ra bên ngoài rất là mất thời gian. Từ khu vực gara xe thì chúng ta có thể đi vào khu vực bếp ăn có diện tích là 21m2. Ở công trình này thì ngay vị trí gầm cầu thang chúng tôi cũng đã tận dụng để thiết kế một nhà kho. Gần với khu vực cầu thang thì sẽ là tiểu sảnh mảng xanh, mang đến điểm nhấn cũng như là góp phần giúp cho bầu không khí bên trong được trong lành, tươi mát hơn. Tầng này có một phòng ngủ có diện tích là 12,5m2. Khu vực cuối cùng là nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung có diện tích 4,3m2. Kích thước nhà vệ sinh tối thiểu nên dao động trong khoảng từ 2,5 cho đến 3m2. Với kích thước này thì chúng ta có thể đặt vào các thiết bị cơ bản như là toilet, chậu rửa mặt, sen tắm đứng. Nếu diện tích xây dựng thoải mái hơn thì chúng ta có thể thiết kế rộng hơn và đặt thêm nhiều thiết bị khác như là bồn tắm chẳng hạn. Công năng trên tầng 2 thì cơ bản sẽ gồm có phòng ngủ và khu vực sân chơi. Phòng ngủ số 2 là phòng ngủ lý tưởng nhất khi có một cửa đi dẫn ra khu vực ban công rộng rãi ở phía trước, đem đến tầm nhìn đẹp và một không gian thông thoáng. Tính riêng khu vực ngủ nghỉ thì sẽ là 17m2, còn nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín thì sẽ có diện tích 4,2m2. Lavabo được thiết kế liền kề ở bên ngoài. Ưu điểm của thiết kế này chính là tiết kiệm thời gian di chuyển, chúng ta không cần phải mở cửa đi vào khu vực nhà vệ sinh. Phòng ngủ số 3 và số 4 thì sẽ có diện tích lần lượt là 11,5m2 và 13,5m2. Tương tự như là ở tầng 1, tầng này có khu vực nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung rộng 4,2m2, được thiết kế đồng trục với khu vực nhà vệ sinh bên dưới, như vậy thì sẽ tiện cho việc bố trí hộp kỹ thuật cũng như là đi đường ống nước.
Vị trí đẹp nhất ở tầng 3 thì được dùng để bố trí phòng thờ có diện tích 17m2. Phía sau phòng thờ là khu vực kho và khoảng không gian còn lại thì sẽ là khu vực sân phơi và sân chơi, phục vụ cho nhu cầu vui chơi, thư giãn của cả gia đình. Công trình này có tổng chiều cao được tính từ sàn đó là 10,8m, chiều cao ở tầng 1 là 3,9m, chiều cao tầng 2 là 3,6m, chiều cao ở tầng 3 là 3,3m. Chiều cao của công trình thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tính thẩm mỹ, việc bố trí nội thất bên trong. Thông thường thì chiều cao bên dưới nên bằng hoặc là cao hơn các tầng bên trên để có thể đảm bảo tính thẩm mỹ, chúng ta cũng sẽ không có cảm giác là công trình bị chênh vênh. Tiếp đến là mặt cắt 1-1. Chúng ta thấy được là vị trí đổ sàn bê tông cốt thép ở tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Nhà máy bằng thì được xây dựng và thiết kế mái theo kiểu đổ bằng bê tông. Kiến trúc nhà máy bằng thì gọn gàng nên là sẽ không làm ảnh hưởng đến nhà hàng xóm bên cạnh. Vì vậy cho nên là sẽ phù hợp với những mẫu nhà phố. Nhà máy bằng còn có ưu điểm về sự bền bỉ và khả năng chống chịu trước các tác động đến từ tự nhiên thời tiết như là mưa bão vì độ dốc tương đối thấp, chỉ dao động đâu đó trong khoảng từ 5 cho đến 8%. Tuy nhiên thì chúng ta cần chú ý đến biện pháp chống nóng cũng như là chống thấm. Chuyển đến mặt bằng lát sàn, mỗi tầng thì sẽ có một mặt bằng riêng. Ở đây thì chúng tôi thông tin về số lượng loại gạch, kích thước, vị trí cắt gạch. Từ đó thì đầu tiên là chúng ta có thể hạn chế được việc cắt gạch một cách bừa bãi. Thứ hai là đảm bảo về vấn đề tính thẩm mỹ. Bởi vì căn cứ vào từng khu vực chức năng khác nhau thì chúng tôi sẽ có những sự lựa chọn với loại gạch, kích thước, màu sắc, họa tiết khác nhau. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị là nên ốp gạch cho khu vực tường ở bên trong vì như vậy thì sẽ hạn chế được việc bám bẩn, dễ dàng vệ sinh, lau chùi, đảm bảo được tính thẩm mỹ và công trình sẽ luôn mới đẹp. Tiếp đến là mặt bằng trần và đèn. Trần đóng vai trò quan trọng trong việc tăng thêm vẻ đẹp, thể hiện được tính cá nhân hóa trong từng công trình. Cụ thể thì ở khu vực phòng khách, trần là trần thạch cao khung xương chìm, cao sát đáy dầm, bản ma tích lăng sơn. Vị trí trung tâm thì sẽ là một chiếc quạt và đèn chùm. Về hệ thống chiếu sáng nói riêng cũng như là các thiết bị điện nước khác thì chúng ta có thể xem tại hồ sơ điện nước. Việc có hồ sơ điện nước và thi công một cách chuẩn chỉnh sẽ hạn chế được những nguy cơ như là rò rỉ, chập điện, đồng thời đáp ứng được vấn đề về tính thẩm mỹ và sự tiện nghi. Một số vấn đề chúng ta cần lưu ý đó chính là không nên đi dây điện trực tiếp âm tường. Khi khắc phục những sự cố thì sẽ gặp nhiều khó khăn, chúng ta nên lắp đặt ống luồng dây điện. Còn đối với những vị trí có từ 3 ống luồng dây trở lên thì phải đóng lưới thép trước khi thi công trát tường. Quy trình thi công điện cơ bản sẽ gồm có định vị ống ken và đế âm, đục cắt tường đi ống ken, chôn đế âm, đóng lưới, trát hoàn trả, kéo dây, lắp đặt thiết bị và cuối cùng là kết nối với tủ điện. Đặc biệt là trong hồ sơ điện nước thì sẽ còn có bảng thống kê các thiết bị điện và nước được sử dụng ở công trình. Thứ nhất, chúng ta sẽ dễ dàng quản lý và thứ hai đó là tránh việc mua thừa, mua thiếu hoặc là mua sai công suất, chủng loại. Chuyển sang hồ sơ kết cấu, chia sẻ với quý vị về vấn đề kết cấu móng thì chúng tôi sử dụng móng băng bê tông cốt thép hai phương. Cấu tạo thì sẽ gồm có lớp bê tông lót, bản móng chạy liên tục, liên kết móng thành một khối dầm móng. Khi thi công móng băng thì chúng ta không để móng ngập nước, bởi vì như vậy thì khi đổ bê tông móng sẽ làm giảm tính liên kết cũng như là chất lượng của bê tông cốt thép. Vì vậy trước khi đổ bê tông thì cần thực hiện hút nước rồi mới tiến hành đổ. Và cuối cùng là dự toán. Chi phí sẽ là vấn đề được quan tâm hàng đầu khi chúng ta xây dựng công trình. Dự toán sẽ gồm có phần xây dựng thô, hoàn thiện và điện nước. Để tính toán chính xác thì sau khi triển khai hồ sơ, chúng tôi sẽ tiến hành bóc tách khối lượng từng vật liệu xây dựng thông qua phần mềm chuyên dụng. Như vậy thì sẽ hạn chế được việc phát sinh chi phí và chủ đầu tư cũng sẽ dễ dàng trong việc quản lý số lượng, chủng loại vật tư, vật liệu trong công trình. Vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị công trình của gia đình anh Sơn có địa chỉ tại Thái Nguyên, một mẫu nhà mái bằng phong cách hiện đại. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích cái thiết kế của chúng tôi và có nhu cầu thiết kế thi công thì có thể liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn. Các số hotline của công ty gồm có 096 445 8888, 082 81 33333. Đây đồng thời cũng là những số có Zalo cho nên là quý vị bên nước ngoài cũng có thể liên hệ. Quý vị cũng có thể đến trực tiếp vào phòng làm việc của chúng tôi. Tại Hà Nội thì quý vị có thể đến số 180 Vạn Phúc Hà Đông. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì địa chỉ là 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Những chương trình ưu đãi khuyến mãi cũng như là các mẫu nhà đẹp thì chúng tôi sẽ liên tục đăng tải tại các kênh YouTube như là Mắc Home, Nhà Đẹp Mắc Home, Nhà Phố Mắc Home. Quý vị có thể nhấn đăng ký và bật chuông theo dõi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.